Truyền hình Thông tấn kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Mở đầu là những tin chính sẽ phát trong chương trình. Sáng nay phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội. Phiên họp diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4 với nhiều nội dung quan trọng. Người nông dân ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã mạnh dạn trồng cây hồ tiêu trên đất cát thay vì trồng trên đất đỏ Ba Gian. Mô hình này bước đầu cây tiêu phát triển tốt, không bị dịch bệnh và cho năng suất cao. Trong 24 giờ qua, cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 4 trường hợp nhiễm virus H7N9, trong đó có 1 ca đã tử vong. Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận 24 ca mắc bệnh và 7 trường hợp tử vong do virus H7N9. Trong khi đó, cơ quan y tế vẫn chưa xác định được nguồn gốc cũng như cách thức lây nhiễm bệnh. Sáng nay, mùng 9 tháng 4, phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc tại Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 9 đến ngày 18 tháng 4 để bàn các nội dung phục vụ cho kỳ họp sắp tới của Quốc hội. Liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, luật khoa học và công nghệ sửa đổi, luật giáo dục quốc phòng an ninh, luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, luật việc làm và luật mặt trận tổ quốc sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để cho ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 đã được tiếp thu chỉnh lý bước đầu theo ý kiến góp ý của nhân dân. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011, một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó là một số nội dung quan trọng khác về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2014 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2013 và khóa 13 của Quốc hội, đề án đổi mới văn phòng Quốc hội. Cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với số lượng, tiêu chí lựa chọn và 8 vấn đề theo đề xuất của Văn phòng Quốc hội. Theo đó, trong năm 2014, dự kiến Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại 2 kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại phiên họp, Hội đồng Dân tộc giám sát từ 2 đến 3 chuyên đề, các ủy ban giám sát từ 1 đến 2 chuyên đề báo cáo kết quả với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi báo cáo đến đại biểu Quốc hội. Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chọn 3 chuyên đề đưa ra để Quốc hội lựa chọn, bao gồm việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy điện, tái cơ cấu tổng thể phát triển bền vững nền kinh tế và việc thực hiện chính sách giảm nghèo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long và hiệu quả tổng thể về kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng của hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ do Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe báo cáo giám sát về việc thi hành luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006-2012. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, lạm phát tháng 3 được kiểm soát ở mức thấp kỷ lục với mức giảm 0,19% so với tháng trước, mức giảm mạnh nhất theo tháng kể từ năm 2009 và chỉ tăng 6,64% so với cùng kỳ, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2005. Theo đó, lạm phát quý 1 năm 2013 tăng 2,39% so với đầu năm và tăng 6,91% so với cùng kỳ, là mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Lạm phát lõi phản ánh tác động của yếu tố tiền tệ ở mức cao trên 12% đã dần hạ nhiệt trong tháng 3. Chỉ số giá nguyên nhân vật liệu dùng cho sản xuất sau khi giảm 0,17% trong quý 3 năm 2012 so với quý 2 năm 2012 đã bắt đầu tăng khoảng 1,12% trong quý 4 năm 2012 so với quý trước. Tham khảo chỉ số quản lý sức mua PMI tháng 1 năm 2013 công bố bởi HSBC cũng cho thấy chỉ số giá cả đầu vào bình quân dài hạn đang ở mức cao nhất 57,1 trong số các chỉ số phụ.
Tính toán chỉ tiêu lạm phát lõi của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho thấy áp lực yếu tố tiền tệ đang gia tăng. Lạm phát cơ bản sau khi được duy trì ổn định quanh mức 8% trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2012 đã bắt đầu xu hướng tăng dần lên mức 10% trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2012 và duy trì ở mức 12% kể từ tháng 12 cho đến nay. Theo báo cáo vừa công bố của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, lượng gạo xuất khẩu trong đầu tuần tháng 4 đã đạt 76.995 tấn, trị giá 32,754 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tính chung từ đầu năm tới nay, cả nước đã xuất khẩu được 1,528 triệu tấn gạo, trị giá 674,101 triệu đô la Mỹ. Cũng theo VFA, trong tuần giá lúa khô tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long loại thường giao động từ 5.150 đến 5.200 đồng trên 1 kg, lúa dài khoảng 5.300 đến 5.350 đồng 1 kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng từ 6.800 đến 6.850 đồng 1 kg tùy từng địa phương. Gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.650 đến 6.700 đồng 1 kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm, không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.850 đến 7.950 đồng 1 kg. Gạo 15% tấm từ 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg và gạo 25% tấm khoảng từ 7.200 đến 7.300 đồng 1 kg tùy chất lượng và địa phương. Kết thúc thời gian mua tạm trữ 1 triệu tấn thóc gạo vụ đông xuân năm 2012-2013, theo báo cáo của Ngân hàng Thương mại, doanh số cho vay đạt 7.612 tỷ đồng, tương đương với khối lượng mua thu tạm trữ là 951,630 tấn quy gạo, đạt 95% kế hoạch. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa chính thức xác nhận, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao đã lập kỷ lục tổ chức liên tục 100 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Kỷ lục này sẽ được trao bằng chứng nhận vào ngày 12 tháng 4 tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, nhân dịp Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao tổ chức phiên chợ thứ 100 diễn ra tại đây. Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn khởi động vào tháng 3 năm 2009 và được đưa vào chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước do Bộ Công Thương triển khai vào đầu năm 2010. Đến nay, chương trình đã được triển khai tại 25 tỉnh, thành, từ Lạng Sơn đến Cà Mau, trong đó Đồng Tháp là địa phương có nhiều phiên chợ nhất với 10 phiên. Doanh số của 99 phiên chợ đã thực hiện đạt 95 tỷ đồng, thu hút 1,5 triệu lượt người tham quan, mua sắm. Hơn 200 doanh nghiệp đã và đang tham gia chương trình. Cũng nhân dịp này, 20 doanh nghiệp tham gia tích cực chương trình được Bộ Công Thương tặng bằng khen. Lâu nay, cây hồ tiêu chủ yếu được người dân trồng trên những diện tích đất đỏ Ba Gian. Tuy nhiên, người nông dân ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã mạnh dạn trồng cây hồ tiêu trên đất cát. Bước đầu, cây hồ tiêu phát triển tốt, không bị dịch bệnh và cho năng suất cao. Trước đây, toàn bộ diện tích đất vườn của gia đình anh Lê Lợi ở thôn Cam Phú 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, chủ yếu trồng các loại cây ăn quả và cây ngắn ngày. Thấy hiệu quả kinh tế không cao, năm 2010, anh Lợi mạnh dạn chuyển đổi sang trồng thử nghiệm cây hồ tiêu trên vùng đất cát với số lượng 100 gốc. Vốn trước đây là công nhân kỹ thuật của nông trường Tân Lâm, nên quá trình trồng và chăm sóc, anh đã áp dụng quy trình chặt chẽ, nên cây tiêu phát triển rất nhanh. Ngay năm thứ hai đã cho thu hoạch lứa đầu tiên với năng suất cao. Ở trên đất đỏ và trên đất cát thì vẫn đất cát vẫn giống như đất đỏ. Vườn của tôi đây ở năng suất mấy năm thứ nhất thì mới trồng bỏi thứ nhất. Năm thứ hai tôi đã 100 cây, trong thí điểm 100 cây thì thu hoạch được là 45 kg. Và năm thứ hai nữa tôi dự định khoảng độ 100 đến 120 kg. Theo anh Lợi, về kỹ thuật trồng cây tiêu trên vùng đất cát cũng giống như trên đất đỏ. Tuy nhiên, về mùa hè phải có đủ nước tưới và ủ gốc bằng rơm rạ hoặc các loại lá cây khác để giữ ẩm. Đồng thời tăng cường bón nhiều phân hữu cơ. Từ khi trồng đến nay, anh chưa phải phun thuốc phòng trừ sâu bệnh lần nào, nhưng cây tiêu phát triển xanh tốt, năng suất cao, trong khi một vườn tiêu trên vùng đất đỏ vẫn bị dịch bệnh xảy ra. Thấy được hiệu quả từ việc trồng cây tiêu trên cát, năm 2012, anh Lợi tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng thêm 100 gốc nữa để nâng cao thu nhập cho gia đình. Đây là anh Lợi, cái mô hình anh người dám làm, người đầu tiên để thay đổi trong cái phát triển kinh tế vườn, thì anh là chuyển từ các loại cây tạp khác, bỏ phần tạp để trồng qua cây tiêu, nhưng thấy trước mắt là thấy là rất hiệu quả, cây tiêu phát triển tốt, và cho nên là chúng tôi sẽ có chủ trương và đề nghị là cho yêu cầu bà con là những cái vùng mà đất cát này thì cũng có thể trồng
được cây tiêu thì chúng ta phải nhân rộng lên cái mô hình cây tiêu, vì cây tiêu là một trong những cây mang lại hiệu quả kinh tế cao, và đặc biệt là trong vườn nhà thì dễ chăm sóc và dễ chăm sóc và dễ phát triển hơn. Việc mạnh dạn chuyển đổi các loại cây trồng hiệu quả thấp sang trồng cây hồ tiêu trên vùng đất cát của các hộ dân xã Cam Thành được xem là một hướng đi mới, phù hợp để người dân nhân rộng ra trên địa bàn, góp phần nâng cao thu nhập. Đây cũng là một trong những mô hình giúp chính quyền địa phương thực hiện thành công đề án cải tạo vườn tạp.